Hơn 300 trẻ vị thành niên, trong đó có 2 trẻ 10 tuổi không được trả lương, bị phát hiện làm việc vi phạm luật lao động liên bang tại các nhà hàng nhượng quyền của McDonald's trên khắp Kentucky và các tiểu bang khác. Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết trong tuần này, tổng cộng những người được nhượng quyền phải đối mặt với con số ước tính là hơn 200.000 đô la tiền phạt dân sự. Bộ phận tiền lương và giờ làm việc đã xác định 3 bên nhượng quyền riêng biệt, điều hành 62 địa điểm McDonald's trên khắp Indiana, Kentucky, Maryland và Ohio đã vi phạm luật lao động liên bang khi thuê 305 trẻ em làm việc nhiều hơn số giờ được phép hợp pháp, cũng như thực hiện các nhiệm vụ bất hợp pháp đối với lao động trẻ. Trong số 62 nhà hàng, 45 nhà hàng ở Kentucky, theo dữ liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ, Tiffany Boy, phó chủ tịch cấp cao và giám đốc nhân sự của McDonald's Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố với NBC News. Những báo cáo này là không thể chấp nhận được. Điều này gây lo ngại sâu sắc và đi ngược lại những kỳ vọng cao mà chúng tôi đặt ra cho toàn bộ thương hiệu McDonald's. Chúng tôi không đánh mất trách nhiệm quan trọng mà chúng tôi mang theo để đảm bảo trải nghiệm tích cực và an toàn cho mọi người. Tin tức được đưa ra khi các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nhắm mục tiêu vào luật lao động trẻ em trên toàn quốc. Tuần này, các nhà lập pháp bang GOP ở Wisconsin đã thông qua dự luật cho phép công nhân 14 tuổi phục vụ rượu trong quán bar và nhà hàng. Các dự luật do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo cũng đã được thúc đẩy ở các bang như Arkansas, Iowa và Ohio nhằm giúp thanh thiếu niên dễ dàng làm việc nhiều giờ hơn và nhiều việc làm hơn. Các nhà điều tra của Bộ Lao động đã phát hiện ra 2 đứa trẻ 10 tuổi làm việc không lương vào lúc 2 giờ sáng tại một địa điểm của McDonald's ở Louisville, Kentucky, do Bauer Food LLC có trụ sở tại Louisville điều hành, theo một bản báo cáo hôm thứ Ba. Theo NBC News, Bauer Food LLC cho biết những đứa trẻ 10 tuổi là con của một người quản lý trực đêm đến thăm cha mẹ của chúng tại nơi làm việc, và do đó không được ban quản lý chấp thuận cho vào khu vực đó của nhà hàng. Đơn vị nhượng quyền đã thực hiện các bước để làm rõ cho nhân viên tất cả các chính sách liên quan đến việc trẻ em đến thăm cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi làm việc. Theo các nhà điều tra, đơn vị nhượng quyền đó cũng bị phát hiện thuê 24 trẻ em dưới 16 tuổi làm việc nhiều hơn số giờ được phép hợp pháp, với số tiền phạt dân sự là 39.711 đô la. Những giờ này bị luật giới hạn từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, ngoại trừ từ ngày 1 tháng 6 đến ngày lao động được kéo dài đến 9 giờ tối. Thông thường, người sử dụng lao động ít tuân theo luật lao động trẻ em. Karen Ganisivo, giám đốc khu vực tiền lương và giờ làm việc của Bộ Lao động ở Louisville, cho biết, trong mọi trường hợp không nên để một đứa trẻ 10 tuổi làm việc trong nhà bếp bán đồ ăn nhanh xung quanh vỉ nướng, lò nướng và nồi chiên ngập dầu. Agway Richard LLC, có trụ sở tại Wanton, Kentucky, bị phát hiện đã cho phép 242 trẻ em ở độ tuổi 14 và 15 làm việc nhiều hơn số giờ cho phép. Bộ Lao động cho biết trẻ em bị phát hiện làm việc hơn 3 giờ vào những ngày đi học, và sớm hơn hoặc muộn hơn trong ngày so với luật cho phép, với số tiền phạt ước tính là 143.566 đô la. Agway Richard LLC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Bell Restaurant Group ELLC, cũng ở Louisville, bị phát hiện đã cho phép 39 công nhân ở độ tuổi 14 và 15 làm việc ngoài giờ cho phép, với số tiền phạt ước tính là 29.267 đô la, Bộ Lao động cho biết. Năm ngoái, Bộ Lao động đã phát hiện ra 688 trẻ vị thành niên đã được tuyển dụng bất hợp pháp vào các vị trí nguy hiểm trong năm tài chính 2022, con số hàng năm cao nhất kể từ năm tài chính 2011. Bộ cho biết một đứa trẻ 15 tuổi đã bị thương vào tháng 6 năm 2022 ở Tennessee khi đang sử dụng một nồi chiên sâu. Một đứa trẻ bị thương tại nơi làm việc là quá nhiều. Luật lao động trẻ em tồn tại để đảm bảo rằng khi những người trẻ tuổi làm việc, công việc đó không gây nguy hiểm cho sức khỏe, hạnh phúc hoặc giáo dục của họ, Ganisivo nói. Theo CNBC, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.